Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên clip giao lưu với anh chị em mình ha. Tại cái sân của em hiện tại thì cũng đang chật anh em. Tại vì em đang tính tản cái đám mai chú hỉ bên đây qua bên kia với đưa cái đinh kia lên trên đây. Nên em sẽ cần thanh lý một số cây ha anh em. Thì em quay cây nhà em thì em cũng khó nói chuyện lắm nha anh em. Thứ nhất thì em quay ở đây, em quay có làm sao thì em sẽ nói như vậy. Đo kích thước hoành chiều cao cũng không khác tất cả các nhà vườn khác. Giá cả thì cái cây của em giá trị bao nhiêu thì em báo bao nhiêu, anh em mình xem có thể là thấy mắc hoặc là thấy rẻ, anh em mình có thể là mua hoặc là không ha. Chứ thay nhiều khi em anh em cứ nói là chủ kênh bự rồi cái mà bán giá cao gì đó ha, thì nói chung là anh em thấy giá ưng ý thì anh em mình sẽ giao lưu ha. Còn đây thì em mượn Phong đứng clip giùm em ha, thì Phong sẽ đo hoành chi tiết kích thước và thậm chí là nghe điện thoại và đóng hàng thì em cũng giao cho Phong luôn. Tại em thì nói chung là sửa cây đi quay đi tùm lum hết trơn, không có thời gian để tiếp được anh em, nên em sẽ để số điện thoại Phong để anh em mình gặp trực tiếp Phong ha. Và anh em mình bắt đầu cây nguyệt bự này vô anh. Tại mấy cây bự bự này hôm kia em cũng tính bán ra anh em, bán ra để em lấy mặt bằng ha, để em đưa những cái hàng sắp tới nó sắp lên. Rồi, cây nguyệt này cây này thì em thuần chậu nha anh em, trồng hồi đó giờ trong đây khoảng 2 năm trong chậu. Cây nè anh em thấy không, rễ nó bung lên nè. Cây này thì về anh em mình sẽ bỏ thêm, tại vì giờ nếu mà anh em bỏ đất lên nữa thì vận chuyển nó sẽ nặng nên em sẽ không có bỏ luôn luôn. Cái này thì anh em mình sẽ lắp phân lại ha, lắp lại cho nó ngang ngang cho nó bằng cái mặt chậu, hoặc là anh em đắp rong đắp riêu gì đó thì cũng là ok ha. Cây này thì tay cành nó không có bị tuột bị hư gì hết nha anh em. Nè, thẹo thùng rồi ha. Cây này được cái lạ thuần không ơi, khó chết. Mấy cây nguyệt đúng là hồi đầu nó dễ chết nha, nhưng mà lúc mà thuần được như vậy thì anh em mình an tâm. Hoành là 45, hoành eo 45, đo tổng cái bệ giùm anh luôn cái ha. Hiện hồi em cũng phía sau em clip em sẽ quay một số phôi với bồn luôn, em dọn mấy cái bồn đó luôn đặng em sắp kệ luôn nha anh em, cần bán thanh lý ha. Giá cũng nói chung là không biết mắc hay rẻ ha. Hoành là 132 cái bệ, cái nồi đế là 132 ha. Đo chiều cao tán dài mình luôn, thì anh em cảm thấy ok thì anh em mình giao lưu thôi. Cái tán là 143 cao luôn, cao là 80, cao là 80. Đo có một không, đo luôn đại, thấy bự quá. Có cành phóng đo luôn ha. Đây, cành phóng là 19, cành phóng ở đây là 19, nguyên cái cành phóng ra ha. Cây này về anh em xiên ở đây cành nhánh anh em mình có thể là bệnh thêm, còn không là biến phải không, tỉa luôn chơi cũng được ha. Cây này em giao lưu với anh chị em mình giá là 25 triệu, bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái chậu riêng cái chậu này là 2 triệu, anh em có nhu cầu không lấy chậu em sẽ bỏ chậu ra luôn ha, từ ra 2 triệu tiền cái chậu này. Còn giá cây này là 25 triệu, bao gồm phí ship cho anh em, nguyên cây nguyên vẹn không hề hư, không hề tuột chỗ nào hết ha. Ở đây nó có cái đầu cành chỗ này ha, về anh em mình cắt lại cái chỗ này cũng được, không cắt cũng để vậy cũng được ha. Cái chỗ này là không ảnh hưởng gì đến cây của mình hết. Đây, lên chậu gồng đẹp. Cây này về là chỉ cây này gửi anh em đóng cái kiện tệ gì cũng là khoảng 1m6, đóng cái kiện ha, đóng cái kiện ngang là khoảng 1m6, đóng kiện gỗ gửi mới được ha. Tiền ship cây này thì trung bình nó cũng tầm khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu, nếu mà xa hơn có thể mắc hơn. Rồi mình qua đây tiếp hai ba cây bự trên sân này luôn. Em cũng muốn bán mấy cái này để em rút vốn ra đó anh em, để làm kệ làm đôn rồi mấy cây này luôn ha. Đây một cái cây mai chiếu thủy ha, cây này là cây lá trung, cây này anh em mình quá là quen thuộc, em lên làm clip cũng khá là nhiều lần ha. Thẹo nè, nó liền nè ha, còn con tí nữa hết rồi. Cốt cành rất là già, cây này thì em mới cắt tỉa xong lại lá để anh em mình chuẩn bị chơi tết ha. Phía sau chỗ này nó cũng còn một cái thẹo nhưng mà nó múm vô này thấy không, múm vô rất là nhiều ha, còn cái động cây tỏ thôi đế nè. Cây này thì trồng thuần đất AK nằm ép chậu tới nay là khoảng 5 năm, tại cây này em mua lại của một anh người chơi mua giao lưu. Hoành eo 31 cao ngang, cao ngang là 70. Cao là 42, cao 42, ngang 70 ha. Đây cốt cành của nó là cốt chừng cái hết ha. Cây này là nuôi lúc trước là mình cắt ngang đây nè, mình cắt ngang đây mình nuôi cái nhịp này là nuôi lên ha. Cây rất là già, sung cây, em bao cho anh em mình là cây mạnh khỏe ha. Cây này bà giao lưu với anh em mình giá là 21 triệu, cũng bao gồm phí ship luôn, bỏ cái chậu ra thì từ ra 1 triệu ha. Ở đây thì cây nhà em nên em báo giá thì có thể là mắc hay rẻ gì đó, tự anh em mình đánh giá. Nếu mà anh em cảm thấy giá ổn ok thì anh em mình giao lưu, còn không giao lưu thì cũng giờ là của em thôi ha, không có buồn phiền gì. Nhiều khi anh em báo anh em mình nói nhiều khi nó mắc. Cây này là trồng thuần đất AK nha anh em, toàn bộ đất AK hết, tưới ở trên là nước có chảy sạc 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 xuống dưới. Cây già tắn lên muốn lên san hô ha. Cây này đợt trước em tỉa rất là mạnh tay, bây giờ hiện tại nó đang bung tược bung lọc lên ha. Cây này thì về anh em mình chơi tết luôn. Quay cây bự luôn giùm anh cái.
ở cái đầu clip thì nó sẽ có mấy cây bự mắc tiền nha anh em, còn khúc sau thì em sẽ quay những cái cây phôi rẻ 2-3 triệu cho anh em mình. Rồi hoành eo của cây là 98, đo cái bệ giùm anh luôn. Hoành eo đâu tới 98 dư cứng, đo lộn rồi đó, đo lộn mặt dây rồi đó. Đây nè, sớm đo đây nè. Cái mặt dây cưng đo lộn, đọc mặt dây kìa, thấy không? Hoành sao 98 mình vậy mà đọc được? 54. Hoành eo là 54 nha. Tại cái thước nó hai mặt dây anh em. Tổng cái bệ. Tổng cái bệ là 121. Đo chiều cao thì anh, cái này hình như đọc có cao 1m1 cái gì anh nhớ cao. Lên chút nữa. Cao 1m đúng ha anh em. Từ mặt chậu lên tới ngọn là cao 1m đúng, đường kính tàn. 1m4. Đây, cái cây này em cũng thay lá cách đây khoảng được 1 tháng ha. Cây rất là sung, rất là mướt ha. Cây bên em thì cái giá có thể là nó mắc rẻ gì đó, tùy theo anh em mình. Cái ví dụ như anh em nhiều tiền thì anh em thấy nó rẻ, ít tiền thấy nó mắc. Còn như mà cái chất lượng cây thì em bao cho anh em mình là cây khỏe mạnh thuần chậu ha. Những cái cây nào mà chuẩn giá thì em sẽ báo cây khỏe mạnh cho anh em mình. Cái bệ đế đây ha, liền khối. Đây cái mặt đế này, đây ha. Đế đều do hết ha. Tài cành lúc trước anh em thấy cái dấu cắt không? Lúc trước là mình cắt ngang đây, mình nuôi nguyên bệ là mình nuôi lên nè. Cốt nè. Cây này nếu mà giao lưu với anh em mình á, em giao lưu với giá là 95 triệu ha. Cũng đã bao gồm phí ship cho anh chị em mình luôn. Nếu mà anh chị em mình chạy xuống vườn lấy giá chính xác cho anh em mình là 90. Tại vì cây này đóng cái kiện gỗ nó cũng khoảng là 700-800 ngàn. Tiền ship của nó cũng khoảng là 2 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó ha, tùy theo nữa. Nên nếu mà anh em mình chạy xuống tới vườn lấy sẽ là 90. Anh em mình xem cây trực tiếp luôn ha. Còn cây thì cây bao cho anh em mình mạnh khỏe, cây già thuần chậu ha. Còn cái giá thì có thể là mắc rẻ tùy anh em. Rồi kế tiếp cho anh em mình là một cái cây nguyệt. Cây này là cây ghép lá nhỏ ha. Còn cái lúc trước á, tại vì cây này em cũng bắt lại của người ta. Ở đây thì mình thấy cái lá này là cái lá nhỏ ha. Nguyệt lá nhỏ có hoa nha. Nguyệt lá nhỏ hoa. Còn phía tông đây nè, lúc trước cái cây green của nó thì em thấy lá nó cũng nhỏ mà không biết được cái green hay không ha. Nếu mà green nữa thì ngon, nhưng mà đây là cái trực green của nó lên nè, trực green của nó lên nè, nó vẫn là lá nhỏ, nó giống như cái này là có thể là cái cây này có thể là cây green luôn cũng không chừng ha. Cái này thì em không có chính xác, nhưng mà em thấy cái tược nó lên lá nè, cái lá em bứt cái lá ra ha, vẫn là lá nhỏ nè anh em thấy không. Cái trực green nó với cái trực ghép nó y gan luôn ha. Cây này là cây có hoa nha anh em, lá nhỏ có hoa ha. Cây này thì chậu, cái chậu này hết đâu có tiêu rồi. Hoành eo của cây này là 39. Hoành eo 39. Chiều cao của cây là 54. Tàn là 90. Tàn là 90. Đó cốt 1 luôn ha. Đó cái cốt phóng này. Rồi, cốt 1 là 25. Cái bệ đế mặt tiền anh em, cây này rất là sạch cây ha. Thông thoáng sạch cây, cây này anh em cũng chỉ về bê gì là chơi thôi, nhớ cái hàng thành phẩm. Cái cây này nếu mà anh em mình lấy luôn chậu á thì giá là 20 triệu. Còn nếu mà anh em bỏ chậu ra thì em tính cho anh em mình giảm được cái tiền ship nữa, tính cho anh em mình 18 ha. Cái chậu này thật sự cái chậu này nó có 1 triệu thôi, nhưng mà nếu mà để cái chậu này nó rất là dày và nặng, nếu mà mình để luôn cái chậu này mình ship á thì cái phí vận chuyển và cái thùng mình đóng á nó sẽ tăng lên một khúc. Nếu mà anh em bỏ cái chậu này ra thì cái chậu này chỉ có 1 triệu thôi, nhưng mà mình giảm được cái tiền thùng và cái tiền phí vận chuyển xuống ha. Nên em chỉ lấy cho anh, tính cho anh em mình 18 bỏ chậu ha. Rồi mình đi ra ngoài đây, quay qua đây quay mấy cây nhỏ bên đây luôn, có 1-2 cây cây nhỏ giao lưu với anh em mình giá thấp luôn ha. Đây con cây da đen này. Cây này cái củ cũng đẹp ha, tược non em mới tỉa tược non nó lên nè. Cái củ cây này rất là liền bệ ha anh em, củ toàn đòi mình tổng cái con củ luôn, không có không làm nó lên tược non tỉa quá. Tổng quanh củ luôn là 29. 29 cốt rồi này ha. Cốt này là cốt nuôi không nè. Nè, lúc trước em cắt ngang đây hai cây này chính tay em nuôi lên, cây này cắt cốt, cây này lúc trước cũng không ở không bẻ nó nè. Đó, cắt ngang đây nuôi toàn bộ trên đây là cái cốt của mình nói lên nè. Cốt rất là to ha. Cao thì mình cao khoảng 30. Chiều cao thì tầm khoảng 34. Cao 34. Tán ngang là 45. Tán ngang 45. Cây này cái củ rất là tròn nha anh em. Cái củ rất là to tròn ha. Cây này cây da nó lớn và đen ha. Cây đang lên hoa nè. Cây này già, lúc trước em không không tỉa, tính chơi cắt tỉa không. Cây này ít sữa. Cây này em giao lưu với anh em mình giá là 3,5 triệu ha, cũng là bao phí ship cho anh em mình luôn. Cây này về anh em mình kiếm cái chậu dư nhật, anh em mình bỏ qua là anh em mình chơi thôi. Rồi. Mình qua cây nguyệt này luôn, thanh lý cây nguyệt này. Cây nguyệt này em bán lỗ cho anh em mình, tại vì em nuôi bị hư nè anh em.
không phải là bị hư, tại cái này là vô tình. Lúc bữa hổm em lãi lá ra, lãi lá ra cái nó cái nắng chiều quá anh em, nắng chiều cái nó phất vô đây nó bể cái đường thân cây của em tiêu nè anh em. Nè. Cái này là nguyên si, lúc trước nó nguyên lành, tại vì lúc đó em tỉa em cắt lấy lá cái em quay cái mặt cái hướng mặt lưng nó ra đó anh em, làm hư tiêu cái cây nữa. Nè, nhưng mà ở đây nguyệt thì cái gỗ nó sẽ là gỗ cứng nha anh em. Không em không em chán quá em không có ra em làm nó luôn. Nó bể cái mặt lưng này ha, để em moi cho nó tới đâu nha anh em. Cái này thì sẽ giá rẻ thanh lý cho anh chị em mình. Để nguyên cái vạt phía sau. Nè, nó bể từ đây ha, đây nó còn xanh nè. Đây nó sẽ bể dài lên tới đây ha. Tới đây, qua đây. Mò coi bên đây nó còn lắng quá nó. Cái này thì về nếu mà anh em mình chơi mặt tiền được nè, nó tới đây ha nè. Nè, về anh em mình sẽ vệ sinh làm sạch cái phần chết. Đây ha, nguyên cái phần bên đây. Cái phần bên đây là bể cái lưng này nha, bể cái lưng này mới giá rẻ nha anh em thật sự nha. Cái này củ rất là to. Cái này về anh em mình làm lũa là anh em mình chơi em để giá rẻ cho anh chị em mình. Lúc trước mua cái phôi này mắc. Quần eo của cây là 36 anh em. Đo cái chân giùm anh luôn cái. Cái bệ hết biết cái bệ em lỗ cái này nhiều. Bữa hôm cũng có anh khách tả giá cao không bán để lại chơi. Giờ nó bể tiêu. Cái bệ là 52. 52. Đây ha. Cái mặt tiền đế của nó này nè. Cốt cành em nuôi lên tới dày đây mà nó bị hư. Cây này em giao lưu với anh em mình giá là 3,5 triệu ha, bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình, bỏ chậu em bó bầu ha. Bán không được phần tư giá tại vì nó hư mấy lỗ mất tiền anh em. Cái này là vô tình thiệt, cây này cưng dữ lắm, cưng đam ra bỏ thuốc ở ngoài đây. Cái nắng chiều anh em, nắng chiều mặt trời nó hạ từ đây nè, nó hạ qua cái ngay cái góc chỗ này cái không có để ý anh em, để tiêu hư tiêu. Cái này uống ghê uống, chứ cây này còn nguyên thì ngon. Đi ngoài kia quay mấy cây dưới bồn. Đây, em cũng thanh lý một cái cây này cho anh em mình luôn ha. Cái bồn này em mới bứng, em mới trồng một cái cây thành phẩm xuống dưới bồn nè. Em dọn lại em bứng mấy cây phôi lên, em trồng mấy cái thành phẩm xuống dưới bồn để dành chơi anh em. Nên cái cây này em bứng, cây này bữa hôm có làm clip cho anh chị em mình, em cất, em bôi keo vô, hôm nay nó lú ra nè. Mà em không có không em bó luôn bữa, tại vì em bứng em bỏ này chắc khoảng 15 ngày rồi đó anh em. Tược nó đã lên như thế này rồi ha. Cây này thì khi mà gửi cho anh em thì em sẽ cắt ngang đây ha. Cắt cho nó gọn vô để về anh em mình trồng lại nha. Cây này thì cái chân đế rất là đẹp. Cây nhưng mà cái cây này thì nuôi tầm khoảng 3 đến 4 năm nữa nó mới ngon được cái cây nha anh em. Dách cây nè. Được cái cốt 3 rồi, về anh em mình chỉ cần vỗ béo cái cốt ngọn với cái cành 3 này thôi, cành 1 này thôi. Cành 3 đã cân rồi, cây này em khất, cây này về đây em cắt ha. Cây này là bữa hổm em khất, em tính chiết luôn. Em tính chiết cái này để em làm clip cho anh em, nhưng mà khất xong rồi cái hứng em trồng cái bồn cái em bứng em dục ra đây tầm khoảng 15 đến 20 ngày thì tược nó đã lên như thế này. Thì anh em mình biết cỡ nào lâu cỡ nào ha. Thì anh em thanh lý giá cho anh em mình luôn. Để về anh em mình có trồng lại anh em mình chơi ha. Cây này thì dự định trồng tầm khoảng 3 cho đến 4 năm nữa mới ngon được nha anh em. Hoành này cũ nó là 50 ha, hoành cái chân. Chiều cao phôi tính tới đâu tới đây thôi. Đó, ngay chỗ vết cắt em sẽ gửi cho anh em là 36 ha, chiều cao là 36. Cái phôi thì rất đẹp, cây da đen lá lớn ha. Đây em sẽ quay cái mặt hậu, mặt tìa mặt hậu cho anh em mình ha. Đây, mặt hậu của nó đây ha. Cây này thì đẹp, dách thân đế đâu đẹp. Cái này em giao lưu với anh em mình giá là 3 triệu, cũng là bao gồm phí ship luôn. Hồi đó mua cũng cái giá đó mà em trồng nay cũng năm mấy rồi mới được cái cốt này nè. Giờ thì em bứng lên em phá ra em bỏ thì em cũng bán lại cái giá đó cho anh chị em mình ha. Cái viết gì này để quên giá đi, ghi lên cốt. 3 triệu bao ship ha. Rồi thì bữa hổm khất rồi bôi thuốc vô cũng chưa có ấy luôn, cái em hứng quá cái em nhổ nó lên em lấy cái này em trồng, em trồng mấy cái loại mấy cái thành phẩm bự bự ở dưới đây cho nó gọn lại, tại vì giờ em trồng phôi nhiều quá thì em sẽ làm không có được. Rồi tiếp tục cây lá trung này bứng lên bán luôn. Đây, cái chân đế của cây lá trung này. Cây này đó mua cũng mắc, giờ chán rồi. Giờ hơn 3 cái phôi này em nuôi hết nổi rồi. Quành eo của cây là 32. Đo quành chân giùm anh. Giờ nuôi cái bài kia lên giờ không có xiết. 71. 71, quành chân bệ của nó 71 ha, chiều cao em lấy 30 ha anh em. Nè, em nuôi nó nhịp lên gần cân rồi này, giờ anh em cắt luôn được rồi. Anh em mình cắt ngang đây luôn ha. Nè, đang thả cành 3 nè. Giờ anh em mình về rút cành ngọn, rút cái ngọn. Anh em mình nuôi 4 năm, cành 4 em đang có chừa tược ở đây cho anh em mình ha. Cái này về anh em mình vỗ béo cành 3, cành 1 thì nó đã định hình được rồi nè. Cành 1 cũng to rồi ha. Đây. Cây ở đây nó đã liền thẹo, nhưng mà ở đây nó còn một cái thẹo lưng. Ở đây thì về anh em mình thả thêm một cái đuôi cành cho chỗ này nè. Anh em mình thả ra đây để mình đánh cái cây thiên nhiên ha. Cây này thì lúc trước là cái cây gầu hầu như là gần thành phẩm.
em mua về đây em trồng, lúc đó ham trồng phôi á anh em ha. Nhưng mà lúc trước người ta làm cây nè, nó già ha, đánh giải gồng cho nó nè. Thì thầy ở đây em cũng cắt, em cũng đã nuôi nó liền rồi. Cây này nuôi như này cũng khoảng 2 năm gì rồi ha. Thì cây này về anh em mình nuôi cũng tầm khoảng 3 năm, 2 năm cho đến 3 năm nữa thì cây này chơi được ha. Cây này cái chân đế rất là đẹp luôn nha. Cây này á, thì cây lá trung, cây này em giao lưu với anh em cái xác phôi giá là 7 triệu ha. Vẫn là bao tiền phí ship cho anh chị em mình. Mặt đế phía sau đây ha, cành phong đóng nè. Sung cây sung tốt nha. Thanh lý thì thanh lý nhưng mà cây sung tốt chứ không phải đồ bỏ đồ dục nha anh em. Tại vì giờ em chợt em bứng bên đây đặng em đam mấy cái cây lớn của em xuống đây em trồng với mấy cái bồn này lại nữa. Bữa đó cũng nè, bứng cái bồn bứng bán nè. Tại có anh khách định lại tới nhà rồi em cũng bứng lên em bán luôn. Dọn nó để cho nó trống. Quay luôn cái này giùm anh luôn. Bán hết mấy cái này lòng mấy cái thành phẩm xuất. Cây này là cây da đen sắp đế ha. Đây, đế nè. Cái cây này lúc mà em mua nó về là nó chỉ khoảng 22 23 hoành thôi. Tổng hôm nay đo thử nhiều hoành không nhớ nè. Nè, cái này hồi đó đâu có cốt đâu, về em cắt em nuôi cốt nè, cái cốt nó bự vậy nè, cái hoành nó lên nè. 31 hoành. 31 mà mua nó có 21, nay nó lên 10 hoành nữa. Tội tổng bồn anh em thấy ngon lành không? À, đo chiều cao luôn. Cây này hiện đã kéo cốt cho anh em mình rồi như thế này rồi ha. Chiều cao của cây là 42. Chiều cao đó, tới ngọn tới đây ha. Tới đây. À, thì cái này khi mà gửi hàng thì cũng sẽ danh toàn lại cho anh chị em mình luôn. Cốt đây em nuôi này, hồi đó nó tụi lũi nó không có mấy cái này đâu. Hồi đó chỉ có khúc tụi lũi vậy thôi. Em nuôi tới thời điểm hôm nay ha. Mấy cái này em chiết ra nè, em cắt nè, đặng em cắt để em bán luôn cho anh em mình ha. Đây, bữa hôm cho ngày em nó chiết chứ em cũng không có chiết tới mấy cái này nữa. Làm có kịp đâu mình giờ chiết. Cây này em giao lưu với anh em mình giá là 5 triệu ha, cũng lẫn vào bao phí ship ha. Em quay mặt hậu cho anh chị em mình coi nha. Cây này nó mướt, cây này về trồng nó lên hoành dữ lắm có lên luôn. Đây cái mặt hậu ha, đế 24 giờ ha. Cây này nó sung nè anh em. Cây này về nếu mà anh em mình trồng tới thành phẩm nó tệ cũng phải lên 45 50 hoành ha. Nó sung rồi nè, nó mướt rồi nè. Mướt gượt ha. Tại vì em phá mấy cái này ra. Rồi tiếp cây bên đây luôn, cây bên đây cũng chiết rồi nhưng mà bây giờ bứng lên bán luôn. Bán là em sẽ cắt mấy nhánh này ha, tại có nhánh của con em vợ của con em đây. Cái cây này giờ hồi đó tòng lắp hơi sâu rồi không thấy nữa nè. Đo đại đi, cây này hồi đó đế cũng tương đối ha. Em bán ghẻ cho anh em mình thôi. Rồi nó hoành ngang chỗ cái cục cái lùm này. Cây này cắt nhánh xong rồi em sẽ bứng lên luôn á. 44 hoành, hoành eo 44 ha, vẫn là lá trung nha anh em. Đo chiều cao mạnh cái chiều cao đó tới đây à, 30 tính 30 thôi. Chiều cao mình lấy ngang cái chỗ mình cắt ha. Đây thẹo thùng này em nuôi nó cuốn vô này nè, thấy không? Cây này em giao lưu với anh em mình giá là 2,5 triệu thôi ha. Cây này lúc trước đế cũng khá lắm nha anh em, tại vì giờ em lắp lại nên không có môi ra quay được cho anh em mình nha. Giá 2,5 triệu. Cái cây phôi lá trung 4 mấy hoành mà anh em mua giá phôi đó thì rất là ok vậy ha. Nó về để cho anh em mình trồng lại. Tại vì lúc trước những cái hàng mà đế khá khá em mới xách xuống bồn này em trồng, nhưng mà giờ lắp lại rồi đâu có môi lên sao môi lên được. Cốt phong rồi nè, cái cốt này là nuôi lên nè. Đây ha, cành phong cành 3 nè, 1, 2, 3 ha. Ok rồi, qua quay bên cây cuối cây này luôn. Cây này là hồi đó nó như củ mì luôn á. Cây này chiếc nay nó ra rễ nè, ra rễ thì bởi mới quay lên đặng em cắt nhánh xong cho nó cắt nhánh cái là em sẽ bứng gốc lên luôn. Cây này cái đế cực kỳ đẹp luôn, cái đế như củ mì luôn. Cái cây này để em lục cái hình cây phôi lại cho anh em mình coi cái mặt đế ha, chứ giờ cây này nó lắp lại rồi thì nhiều khi anh em mình sẽ không thấy đế. Cây này đó mua nhiều tiền. Đây cái chân đế nó bỏ ra này nè, cây này là nửa nuôi lên xuất sắc nha, cái bệ đế đó. Tại cây này đó cưng chụp hình hồi lúc phôi về là em cắt ngang đây nè, cắt ngang đây hôm nay em nuôi lên cốt ha. Thẹo nè, muốn liền hết luôn rồi. Còng ghế này bự hơn cầm tay. Cái bẹ ghế đó anh có chấn vô. Anh chạy với bồn này đâu có làm được. Nếu mà quay lên giao lưu không được thì em cũng sẽ bứng nó lên để em lên chậu em nuôi ha. Hoành tổng của nó là 58. Hoành 58 ha, đo chiều cao anh. 40. Chiều cao 40 ha. Cái cây này, cái chân đế nó là rất là đẹp, để em sẽ để cái hình ảnh phôi em lục lại coi còn cái hình phôi không. Ha, em sẽ quay lên cho anh chị em mình để cái hình đó lên cho anh chị em mình coi. Cái cây này hiện giao lưu với anh em mình giá là 12 triệu ha. 12 triệu cũng là bao phí ship cho anh chị em mình. Cây này phải bứng lên ha, cốt em dỗ nuôi bành bành. Đâu có thời gian đâu mà nuôi đi. Cái bệ đế phía sau cũng đẹp nữa.
cái chân đế lúc trước em chặt vô nè, anh em thấy không? Coi em chặt vô cái dấu keo còn nè, đế nó ra cái này đẹp lắm, cốt bằng bằng không, cái này phá phôi rồi đẹp. Rồi để vô tổng quay vài cái nhỏ đây, clip còn hơi ngắn ha. Qua cây da đen luôn, cái này là cây da đen gò cong nè, chân đế cây cũng đẹp ha. Ây da, chúng tôi thấy chân đế của cây nè. Đang nuôi cái cốt này ha, anh em cố mua về cây này, anh em cố gắng thả cái cốt này cho nó bự thiệt là bự lên, nó bự tới giò cái luôn cũng được nữa. Hiện tại nó bằng tay út ha, cho nó đây nè, cành phong ha, đang nuôi cành phong mập lù luôn, cành một cốt một ha, cốt một em đã giật được một cái rồi nè, đang thả nè. Quanh eo của cây là 30. Đây, cái anh em coi cái nhịp ngọn em nuôi đây ha, lúc mà mua về mình cắt ngang đây nè, ngang đây rồi mới đẩy ra đây, cắt một cái, đẩy lên đây, chuẩn bị cắt nè, lấy đây đây cái mục, đây cái mục này đó, em thấy hai cái mục hai bên không, em có khất sẵn nè để cho nó nhảy tượng lên là mình kéo lên nữa nè. Cây này là cây lá lớn gò cong nha nè, cái bệ đế nè, bệ đế khá đẹp ha. Anh quay xa cho anh em coi cái độ lớn, còn chừa cái chớp để chuẩn bị cắt cái ngọn nè. Cây này thì em giao lưu với anh em mình giá là 7 triệu ha, bao gồm phí ship, phí vận chuyển cho anh chị em mình luôn. Cây này mã mấy không nhớ thì sớm giờ quên cái vụ nói mã ta. Sáng giờ không có đánh mã. Trời ơi, chết rồi. Để chú anh chịu cực anh sửa video, anh gắn số trên video ha. Hồi thì em sẽ để cái mã số của cái cây trên video luôn nha anh em. Ví dụ như em quay cây này cái em để số 5 hay gì đó, cây kia số 3 thì em sẽ để trên màn hình, anh em mình điện vô làm sớm giờ quên luôn. Rồi nói chuyện không quên vụ mã số nha. Rồi mình đi vô tông quay dài một hai cây nhỏ gì nữa cái rồi. Rồi bán tiếp thanh lý cho anh em mình ba cây này luôn ha, ba cây chậu quạt nè. Rồi cây này trước. Đây cây này đầu tiên sửa liệu gỗ ha, cây già xù ha. Hoành em đo được ngay chỗ này là 16 anh. Cái cũ này đo hết được rồi, nó nằm chạm với mặt thân ha. Nguyên cái cũ nằm bò dài đây ha, đo chiều cao anh. Cái ngọn ở chỗ này là 31. Cây này là em sửa dáng liễu ha, làm tên chậu sửa dáng liễu, cây xăm trái ha, đây có trái nè. Còn đeo trái này nè thấy ha. Cái này em giao lưu với anh chị em mình giá là 4 triệu rưỡi ha. Bao gồm phí ship. Rồi cây kế bên. Tại cây này em lãi lá ra mới làm, hôm nay lên búp búp nè. Hoành em đo được là 20 ha anh em. Hoành cũ đây là 20 ha. Cây cũng già lên xù hết nha nè. Rồi, từ mặt chậu đo lên tới ngọn là 34. Cây okay, già ha. Cũ quay này cũng già. Cái này em cũng giao luôn với anh chị em mình giá là 4 triệu rưỡi luôn ha. Cây này mặt bên kia quay ngược cái mặt qua đây. Cây này chơi dáng lạ một tí ha. Cây này em vô chậu quạt mình chân mặt tiền bên đây ha, là mình thấy nguyên cái đường thân nó úp xuống luôn cái chậu nè, mình nhìn vô rất là đẹp ha. Đây nó già nó lên xù nè. Cây này khó đo à. Đo cây cũ này khó đo. Rồi cái cũ này là 18. 18. Cây này khó đo chiều cao khoảng 25 ha. Cây này tán ngang khoảng 50 nha anh em. Nó nằm trên chậu quạt vậy mình trưng như mình để cái này mặt vô là mình nhìn thấy hết toàn bộ ha. Cái này cũng giá là 4 triệu rưỡi ha. Còn nguyên cái bầy đợt trước em quay cho anh em thì nằm bên đây ha, đã bán hết rồi nha anh em. Đợt trước em quay cho anh em mình 29 mã số á thì em đã bán hết rồi. Còn này là khách ta đã chuyển khoản rồi. Bây giờ cắt tỉa cái nữa là đóng hàng gửi nha. Rồi vậy mình nhiêu đây đi. Có gì đợt sau quay tiếp, nắng quá. Rồi thì em cũng chia sẻ với anh em mình một số cái cây ha, em cũng đang cần giá, một là giá bán để em làm tống sân. Giá thì nó sẽ có một số ý kiến là anh em sẽ nói mắc quá hoặc là rẻ quá hoặc là xấu quá đẹp quá gì đó, thì nói chung là mỗi người một ý, thì em cũng báo giá công khai cho anh chị em mình. Nếu mà không báo giá, bán cây mà không báo giá thì anh em mình cũng nói, còn nếu mà báo giá thì anh em nói mắc hay rẻ thì đó sẽ không có tánh khỏi được rồi. Thì nói chung là anh em mình thấy mình ưng ý vừa sức mình chơi. Cây nào thì anh em mình liên hệ bên Phong giùm em, gặp trực tiếp Phong ha. Rồi mã số thì em sẽ để lên từng cái video, từng cây em sẽ để lên và anh em mình điện vô Phong giùm em. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua thì một lần nữa rất là nhiều ha.